Máu nhiễm mỡ thì có đáng sợ hay không? Bình thường trong máu của chúng ta sẽ có những chất như là chất đường, chất đạm và chất béo. Đây là những thành phần duy trì những chức năng sinh lý của cơ thể mà khi chúng ta đi xét nghiệm máu thì chúng ta sẽ phát hiện được những chất này. Và mỡ trong máu chính là những cái chất béo mà khi chúng ta đi xét nghiệm máu chúng ta sẽ phát hiện được. Mỡ trong máu cũng có những chức năng sinh lý và thiết yếu đối với cơ thể. Mỡ trong máu chia làm hai nhóm chính. Đầu tiên là cholesterol. Thì đây là thành phần tham gia vào quá trình tổng hợp nên màng tế bào của chúng ta, tham gia vào quá trình tổng hợp nên những hormone sinh dục của nam và của nữ, tham gia vào quá trình sản xuất nên vitamin D. Thành phần thứ hai đó là chất béo trung tính hay còn gọi là triglyceride. Thì đây là một chất béo tham gia vào quá trình dự trữ năng lượng cho cơ thể. Bình thường thì các chất béo này ở trong máu với một giới hạn cho phép, và khi nó tăng hoặc là nó giảm quá mức so với chỉ số bình thường này thì lúc đó sẽ xảy ra bệnh lý. Có những chỉ số mỡ máu khi tăng cao thì nguy hiểm, cho nên gọi là chỉ số mỡ máu xấu, và ngược lại có những chỉ số mỡ máu khi nó tăng cao thì nó lại là tốt, và khi nó giảm đi thì gọi là xấu. Vì vậy chúng ta gọi bằng cái tên là rối loạn mỡ máu thì sẽ chính xác hơn. Thì nó sẽ bao gồm là tăng cái mỡ máu xấu và giảm chỉ số mỡ máu tốt. Tóm lại thì mỡ máu là những chất béo thiết yếu đối với cơ thể, và khi nào vượt quá giới hạn cho phép thì lúc đó nó sẽ trở nên nguy hiểm. Và máu nhiễm mỡ nguy hiểm như thế nào, hãy đón xem video tiếp theo của bác sĩ Trí nhé. Chúc mừng bạn đã xem hết video của bác sĩ Trí ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ các video mới nhất, bạn hãy nhấn đăng ký kênh của bác sĩ Trí ở hình tròn chính giữa. Bạn cũng có thể xem các video tiếp theo của bác sĩ Trí ở bên tay trái hoặc ở bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.